Thưa quý vị, hát chống quân Tạ Trạch ở huyện Khoái Châu đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của môn nghệ thuật này, nhiều năm nay xã Tạ Trạch có cách làm sáng tạo là đưa hát chống quân vào môi trường học đường. Hơn 10 năm nay, cứ 2 tuần một lần tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tạ Trạch, thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giờ học âm nhạc, các làn điệu chống quân lại được truyền dạy cho học sinh. Nội dung các làn điệu chống quân rất linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi các em. Em đã học chống quân từ năm lớp 2. Em thích bài chống quân với những cái giai điệu và lời bài hát rất là thân thuộc và gần gũi. Em học chống quân này ở trường thì em cảm thấy rất là thích nên em sẽ cố gắng học để hát giỏi hơn ạ. Qua một thời gian giảng dạy cho các em học sinh thì thấy có những hiệu quả rõ rệt. Thứ nhất đó là các em đã biết hát những làn điệu hát chống quân và các em có thể biểu diễn những bài hát chống quân theo những cái phong cách riêng. Ví dụ bằng những động tác đưa tay hay những tốp mà các em có thể như kiểu là chơi trò chơi dân gian sau các em hát lồng vào. Năm 2011, câu lạc bộ chống quân Tạ Trạch được thành lập. Đến nay, câu lạc bộ có 34 thành viên, trong đó thành viên trẻ tuổi nhất là 28 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất là 91 tuổi. Các thành viên trong câu lạc bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng để cùng lưu giữ những bài hát cổ và sáng tác những bài hát mới phù hợp với đời sống hiện tại. Câu lạc bộ đã có 6 thành viên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Nhiều bạn trẻ cũng rất là ưa thích cái môn nghệ thuật này. Mới đầu thì họ nghĩ là những cái vần điệu nó hát nó chỉ là mộc mạc đơn sơ ấy thôi, nhưng khi họ ngấm họ thấm rồi thì họ lại cảm nhận được đây chính là cái hồn cốt của quê hương, đây là bản sắc của quê hương. Ủy ban xã sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ cho câu lạc bộ chống quân đi biểu diễn, chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn phối hợp với cả câu lạc bộ chống quân để truyền dạy chống quân cho các cháu học sinh. Hát chống quân được phổ biến rộng rãi trong các lễ hội văn hóa, trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Hưng Yên. Năm 2016, hát chống quân Hưng Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với việc lưu giữ và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của các cấp, các ngành, sự tiếp nối của lớp trẻ và sự say sưa truyền dạy của những nghệ nhân, tiếng hát chống quân sẽ đến gần hơn, thấm sâu vào tâm hồn của mọi tầng lớp nhân dân.